Dạ em chào mọi người nha. Hôm nay 26 tây đúng không ta? Hôm nay 26 tây tháng 12 nha em. Thì thợ rừng bên em về được một lô hải yến nha. Đây là yến VIP nha anh em. Cây này 13 cặp lá cho, nãy đếm đầu 14 hả? Rồi 13, 14 cặp lá đó, quá đẹp luôn nha anh em. Hải yến rừng Bắc Bình nha. Hôm nay đi Bắc Bình rất là xa. Dấu cừu mới lối nha anh em. Đó, được 1, 2, 3, 4, 5. Cây này VIP nè, 6 nè. Đó, thì ông anh mình đang đi về được, đây là tam bảo sắc. Tam sắc rồi cũng đang chóc vô ở đây. Mà tụi em cũng bán cho máu. Đó, rồi chia tiền ngày công anh em ra. Mưu sinh rồi, phải không anh? À, đó, ngậm đi thuốc anh nói không được. Còn cái đây là hải yến nguyên bản. Mọi người ơi, đây là hải yến bình thường nha. Vậy mà hôm bữa em đăng á, bữa đêm á, cũng có một hai người nói em thì hải yến Lào. Em cũng không biết nói gì hơn luôn. Hải yến này mà kêu hải yến Lào là em khóc tiếng miên luôn á. Quay ra đám lông núi Lào không? Đám lông quê Bình Thuận đúng không? Đám lông đây, đó. Thanh Long nè, quê Bình Thuận ở em nè. Em chỉ luôn nè, núi núi có ngọn Lan Ngọc Điểm nè, núi Chấp Dung nè. Nó mấy bữa có quay rồi, đây núi Chấp Dung nè. Đó, ngay chỗ tay em nè, là núi Chấp Dung đó. Đó, hôm bữa em có review những địa danh đó, rồi giếng Máng, giếng Húng, giếng Váp, rồi Chiêu Liêu là tuốt dưới kia. Đó, hồ Lan Cậu chỗ này nè, đó. Cho khách nhắn tin Zalo em nói hải yến Lào cho em buồn ghê lắm mọi người à. Nó đây thôi bỏ qua đi không nói nữa đâu. Đây là yến Bình Thuận nha anh em, yến Bắc Bình nha. Đó thì đi rừng mà hôm nay mà được cái yến bự vậy là cực kỳ hiếm nha mọi người, rất là hiếm nha. Đó, rất là hiếm chứ không phải là có nhiều đâu. Nó thì may mắn mới được những cây như vậy nè. Đó, may mắn mới được những bạn to vậy nè. Như vậy là đã thấy phê rồi. Đó, như là đã phê rồi, huống chỉ này là quá VIP rồi. Đó, đây là cây cũng chung thôi. Đó. Cái này mới VIP hơn nữa nè. Hai tầng luôn nè. Nguyên bản nha. Nguyên bản nè. VIP mình VIP luôn. Những ngọn bông khô của năm trước là mọi người. Của những năm cũ trước á. Đó. Còn cái khúc này quá đẹp luôn. Đó. Khúc này lại đang đậu trái để phát tán trong không gian để sinh sôi nảy nở nè. Đó. Hải yến thì Bình Thuận thì nó ra tháng ra hoa tháng 4 tới tháng 6, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Có khi nó kéo tới tháng 10, tháng 11 tây luôn nha mọi người. Đó, nó là vậy. Đó. Rồi bây giờ đây là hành trang tiền nuôi vợ con ngày hôm nay của team tụi em đây. Đó, như mũi đi rừng khỏi mũi nè. Thì bán chi cổ phần anh em sang cổ nước non. Chữ tả. Đó, thì em thì có lô này để chia sẻ lại cho anh em mọi người nha. Đó. Một nè, quá VIP nha anh em. Anh em nhìn cái nguyên bản là quá phê con tê tê nha. Chảy miếng luôn á. Đây nguyên bản hai cây. Đó. Nào đây, một mẹ một con. Ok này có cái con nè. Một mẹ một con nha anh em. Đó. Là ba tác phẩm VIP nè. Đó, đây dính ngành nữa. Đây là cũng một nguyên bản nữa. Này nặng quá. Cái cục này mà em mà bao ship là cục này là 50.000 nha. 45 đến 50.000 là tiền bao ship cái cục nguyên bản này nè, nó rất là nặng nha. Đó. Cái thế này đóng thùng hơi khó nè, tại nó nặng lại nó khó. Còn đây hai khúc nguyên bản cũng nhỏ hơn những cái bạn kia. Đó. Giống máy bay. Nó lúc gọi nói video là coi đó thấy gọi dân bạn nó giống máy bay. Đó, này nguyên bản cũng đẹp anh em. Rồi. Em lên quay một clip ngắn cho anh em xem hải yến nha. Anh em nào có thích ôm lô thì cứ liên hệ cho Hương Lan Rừng số điện thoại trên tiêu đề nha. Rồi, xin chào anh em nhiều. Đây là hải yến Bình Thuận.